Rồi chào anh em nha. Bữa nay em lên cho anh em con đồng chân tím. Con đồng này, con này là từ bài bản đến nước rù của nó. Con này thì nó rù rất tốt và rất khá. Bài bản chim thì chơi nước chơi rất ok. Con này là mã số khoen chân của em, nó là 065. Chân của nó là chân tím, tím đen luôn nha anh em. Đây, đó, thấy anh em xem đi. Chân của nó là tím, mà tím mà tím đen luôn nha, tím rịm luôn á. Đó. Mã số của em nó là 065 nha anh em. Còn về nước chơi của em nó như thế nào và rù ra bài ở clip thì mời anh em vào xem, rồi anh em sẽ tự thẩm nước chơi của em nó. Mình khỏi cần báo với anh em, bởi vì chim con này nó thu phục đánh nó là xuống là nó là dòng nó là bài thưa, nhưng mà nó thúc rù và rù rất tốt. Và ở clip và bản lãnh nước chơi của chim nó đã có bài tỏ ở clip hết, nên mình không cần báo nước chơi với anh em. Chỉ mà chim thì mình đánh về thường nay ăn uống ổn ok, mình quay rõ ngoại hình chim và đưa clip rừng lên cho anh em. Anh em mời anh em vào xem và anh em tự thẩm. Ưng thì sở hữu để đón chăm sóc em nó về để giải trí đam mê và nuôi gọt mồi sau này, thì anh em cứ alo Q69 số điện thoại ở phần tiêu đề hoặc là trên màn hình để anh em mình cùng nhau kết nối chia sẻ đam mê để sở hữu chăm sóc gọt mồi hay là nuôi cảnh nuôi kiển gì đó, là tùy theo sở thích đam mê của anh em. Rồi mời anh em vào xem clip rừng và thẩm nước chơi của em đồng gù chân tím này nha. Chim tuyệt vời lắm nha anh em. Đó, để xem. Rồi mời anh em vào xem clip rừng và thẩm nước chơi của em nó nha. Bye.
Bye.
trúng móm thành công.